Lợi ích khi dùng chanh mật ong mỗi ngày. Trong chanh có rất nhiều vitamin C giúp ngăn ngừa ung thư, lão hóa và đốt cháy mỡ thừa. Còn mật ong có đặc tính kháng khuẩn giúp cơ thể tăng miễn dịch, sức đề kháng và chống viêm. Đã từ rất lâu mọi người đã kết hợp hai loại này thành thức uống vừa ngon lại rất tốt cho sức khỏe. Hãy cùng Khỏe Tự Nhiên Đỗ Ngọc Diệp tìm hiểu kỹ hơn về tác dụng của chanh mật ong trong video ngày hôm nay nhé. Chào bạn, tôi là Đỗ Ngọc Diệp, người chia sẻ và đồng hành cùng bạn về kiến thức sống khỏe tự nhiên để chúng ta trở nên khỏe đẹp hơn mỗi ngày. Và nếu bạn quan tâm tới chủ đề hấp dẫn này thì hãy ở lại đây cùng Diệp đến cuối video. Bạn cũng có thể ủng hộ Diệp bằng cách để lại một bình luận tích cực ở phía dưới video hôm nay, hoặc là bấm thích video để Diệp có thêm nhiều động lực tiếp tục làm các video hữu ích khác để gửi tới bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của ngày hôm nay là 7 lợi ích của chanh với mật ong cho sức khỏe. Video ngày hôm nay sẽ có các phần chính như sau. Nội dung đầu tiên là những tác dụng của chanh với mật ong. Nội dung thứ hai đó là cách pha chanh mật ong theo dân gian dễ làm tại nhà. Và nội dung thứ ba, tác dụng uống chanh mật ong theo từng thời điểm khác nhau. Thứ tư là những người không nên uống chanh mật ong. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần 1 là những tác dụng của chanh mật ong với sức khỏe. Thứ nhất là cung cấp năng lượng. Mật ong chứa rất nhiều gluco, vitamin A, magie, kali. Kết hợp với nước chanh có chứa nhiều vitamin C giúp cho cơ thể bổ sung năng lượng và giữ tâm trí tỉnh táo. Hãy uống một ly nước chanh mật ong vào mỗi buổi sáng để có một ngày làm việc hiệu quả bạn nhé. Thứ hai là cải thiện hệ tiêu hóa. Trong nước chanh và mật ong đều có chứa các thành phần hydrogen peroxide. Hoạt chất này giúp tiêu diệt vi khuẩn có hại trong dạ dày, thúc đẩy quá trình tiêu hóa diễn ra nhanh hơn, từ đó giảm cảm giác đầy hơi và chướng bụng. Thứ ba là hỗ trợ giảm cân. Bên cạnh cải thiện trao đổi chất, nước chanh mật ong còn giúp loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể và thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo. Kết hợp thức uống này với tập thể dục đều đặn sẽ giúp bạn giảm cân nhanh chóng và sở hữu vóc dáng đầy lý tưởng. Thứ tư là tăng cường sức khỏe tim mạch. Trong nước chanh có chứa rất nhiều vitamin C và kali giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, bảo vệ tim mạch và kiểm soát huyết áp cao. Trong khi đó, mật ong chứa các thành phần chất chống oxy hóa giúp cải thiện cholesterol và chất béo trung tính. Khi uống chanh với mật ong có tác dụng sẽ hạn chế việc mạch máu bị bám màng tích tụ gây ra các bệnh xơ vữa động mạch, giảm nguy cơ đột quỵ hay là bệnh động mạch vành. Thứ năm là tăng cường hệ miễn dịch. Việc uống chanh mật ong còn giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, giúp bảo vệ bạn khỏi những bệnh nhiễm trùng hay là các bệnh về giao mùa. Trong chanh mật ong có chứa nhiều chất chống oxy hóa, kháng khuẩn. Kết hợp với vitamin C trong nước chanh giúp cho bạn ngăn ngừa nhiễm trùng, phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Thứ sáu là ngăn ngừa sỏi thận. Uống chanh mật ong mỗi ngày còn có tác dụng giúp bạn ngăn ngừa sỏi thận. Vì trong chanh chứa nhiều axit citric, axit này giúp ức chế các tính thể canxi oxalate, nguyên nhân tạo ra sỏi thận. Cùng kết hợp với mật ong có tính kháng khuẩn giúp loại bỏ các chất có hại. Không những vậy, axit citric trong chanh kết hợp với mật ong tạo ra chất kiềm phá vỡ sự liên kết, hình thành sỏi thận một cách hiệu quả. Thứ bảy là làm sạch da. Trong chanh và mật ong chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, vitamin C, axit citric giúp thúc đẩy tái tạo tế bào, cho làn da của bạn trở nên sáng mịn một cách tự nhiên. Bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ đi tới phần thứ hai, đấy là cách pha chế nước chanh mật ong theo dân gian dễ thực hiện nhất tại nhà. Một là công thức chanh với mật ong. Nguyên liệu cần cung cấp: một ly khoảng 237ml, 2 thìa cà phê tương đương 14g mật ong, 1/2 quả chanh vừa phải. Cách pha chế: bước 1 là đun nước sôi đổ ra ly để ấm. Bước 2, vắt nước cốt chanh vào ly. Bước 3, thêm một muỗng mật ong nguyên chất vào ly.
Bước 4, khuấy đều và thưởng thức. Công thức thứ hai là nước chanh mật ong quế. Nguyên liệu: 1/2 thanh quế, 1 muỗng chanh mật ong, 1 muỗng canh mật ong, 1 muỗng canh nước cốt chanh, 1 ly nước. Cách pha chế như sau. Bước 1, đun nước sôi với quế, đổ ra ly và để đến ấm. Bước 2, vắt nước cốt chanh vào ly. Bước 3, thêm 1 muỗng mật ong nguyên chất vào ly. Bước 4, khuấy đều và thưởng thức. Mỗi một ly nước chanh mật ong uống vào từng thời điểm khác nhau thì sẽ có những tác dụng khác nhau. Vì vậy, chúng ta sẽ đi tới phần 3 là những tác dụng của chanh mật ong theo từng thời điểm. Thứ nhất là sau khi thức dậy, khởi đầu một buổi sáng mới bằng một ly nước chanh mật ong ấm giúp bạn tràn đầy năng lượng, tinh thần tập trung và làm việc một cách hiệu quả hơn. Tuy nhiên, bạn không nên uống ngay một ly nước chanh mật ong ngay khi thức dậy vì lượng axit trong dạ dày đang tăng cao. Thay vào đó, hãy uống trước một ly nước lọc trước rồi mới uống một ly nước chanh mật ong. Lưu ý là nước chanh mật ong nên pha loãng để không lạc quá nhiều axit vào dạ dày. Thứ hai là sau bữa ăn sáng, trưa và tối. Nếu bạn muốn giảm cân thì nên uống một ly nước chanh mật ong sau bữa ăn khoảng 15 phút. Vì chanh mật ong giúp cho bạn có cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn vặt. Không những vậy, uống mật ong với chanh có tác dụng giúp cơ thể hạn chế hấp thụ các chất béo và tinh bột trong thực phẩm. Thứ ba là buổi tối trước khi đi ngủ. Đây là thời điểm vàng, tuyệt vời nhất uống nước chanh mật ong vào buổi tối từ 20 tới 21 giờ. Thời điểm này uống trước khi đi ngủ giúp cho các hệ thần kinh của bạn được thư giãn, ngủ sâu giấc hơn, cải thiện được giấc ngủ của bạn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đi tới phần thứ tư là những ai không nên uống nước chanh mật ong. Uống nước chanh mật ong có nhiều tác dụng, lợi ích tốt như thế, nhưng bên cạnh đó cũng có tác dụng phụ và chống chỉ định. Trong một số trường hợp, những trường hợp không nên uống các loại thức uống này như là những người bị bệnh về dạ dày. Nước chanh mật ong có chứa nhiều axit làm trào ngược dạ dày, ợ nóng và làm dạ dày khó chịu. Những người có vấn đề về răng miệng. Trong nước chanh mật ong có chứa axit citric làm mòn men răng và trầm trọng nếu bị loét miệng. Những người đau nửa đầu. Theo nghiên cứu, trong chanh chứa nhiều tyrosamin, yếu tố này ảnh hưởng tới đau nửa đầu. Những người bị loãng xương, thiếu canxi không nên dùng vì axit citric trong chanh sẽ ngăn chặn sự hấp thụ canxi trong cơ thể. Trẻ em dưới 1 tuổi, vì hệ tiêu hóa trẻ em thời điểm này rất yếu, rất dễ bị nhiễm khuẩn Clostridium botulinum có trong mật ong. Vi khuẩn này đối với trẻ nhỏ không thể tự loại bỏ như người lớn, do đó sẽ ảnh hưởng đến tiêu hóa của trẻ. Người bị xơ gan, vì trong mật ong chứa thành phần monoxacin làm tăng hoạt động của gan, khiến cho người bị xơ gan bệnh tình sẽ càng nặng thêm. Vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu về những tác dụng của chanh mật ong với sức khỏe và những thời điểm vàng tốt để uống chanh với mật ong. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy để lại bình luận tích cực để Diệp được tương tác với bạn nhé. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để xem hết video. Hẹn gặp lại bạn trong video được phát sóng vào lúc 8 giờ tối ngày mai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.